Bích Phượng kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu ngày 2 tháng 8 năm 2019. Đến với bản tin hoạt hình đốn gồm có tin y học. Để mở đầu, Bích Phượng có mời quý vị theo dõi phần 1 tin y học với bác sĩ Trần Văn Sáng. Xin kính chào các quý thí giả và các, các bạn ơi. Lần nữa tôi xin trở lại trong chương trên tin y học với cái đề tài là organic food và những cái tin tức mới về cái trường hợp này. À, tôi nghĩ là các bạn và cha em ai cũng hiểu được cái chữ organic và đã nghe rất là nhiều lần nhưng chúng ta sẽ đi sâu hơn chút xíu đầu tiên tôi muốn dịch lại cái chữ này tại vì nó khó dịch chúng ta không có chữ tương đương trong cái chiến việt nam mình không thể dùng nó chữ organic là hữu cơ được tạm dịch là thực phẩm sạch thực phẩm ít ô nhiễm hoặc là thực phẩm gần thiên nhiên hay thực phẩm đáng tin cậy để chúng ta ăn organic food thực sự nó là phải sản xuất từ một cái nơi được kiểm soát theo tiêu chuẩn về nông nghiệp organic farming nó khác với những cái phương pháp mà chúng ta à, trồng thông thường ở khắp mọi nơi thế giới cả Việt Nam chúng ta là về nông nghiệp tự nhiên organic farming được định nghĩa là không được sử dụng một cái chất diệt sâu bọ trong đó sẽ là pesticide không dùng phân nhân tạo cũng như không dùng cái phương pháp bảo quản nhân tạo giống như là phóng xạ hay sử dụng những cái chất bảo quản. Good. Nhưng chúng ta phải nhớ được cái công ơn của một cái người đầu tiên là ông Nobel là cái người đầu tiên viết cuốn sách về organic farming khác với chemical farming. Thì ông thấy cái sự tai họa của sự sử dụng cái chemical trong cái nền nông nghiệp làm ông lo ngại và ông viết cái quyển sách này và chúng ta đã mang ơn ông. Và ông đã thấy rằng trong vấn đề oil farming tại ngày xưa, người ta sử dụng những cái phân à, gọi là phân xúc vật, gọi là manure Về cái chất manure này, nó có rất nhiều cái chất phân tử carbon mà chúng ta gọi là hữu cơ Thì cái hữu cơ này nó quan trọng cho vấn đề trồng trọt Tại vì nó là cái yếu tố quan trọng nhất để mà giúp cho cái cây nó phát triển Và chính vì trong cái cấu phất của cái carbon này chúng ta thấy có những cái chữ như là superphosphate hay là những cái chữ gọi là Haber process nitrogen để tạo ra cái, cái chất amoniac trong cái phân thông thường chúng ta thấy từ từ có superphosphate là chất chính và cua sau đó là cái chất ammoniac tại vì ammoniac là cái chất sẽ đưa đến một cái tiến trình để tạo ra một cái phân gọi là phân urea mà chúng ta có cái chữ urea là cái chữ quan trọng Tại vì cái công ơn đầu tiên nhà bác học người Đức tên là Haber. Haber tạo ra một tiến trình để sử dụng cái chất amoniac này thành cái phân và đưa tới những cuộc cách mạng chúng ta rất là lớn. Nếu sử dụng cái phân ure này kết hợp với những cái chất khác để mà diệt sâu bọ hay là diệt cỏ dại thì chúng ta sẽ thay đổi nông nghiệp trên thế giới. Và cái công của ông đã rất là lớn cho nhân loại tại vì ông đã thay đổi cái bộ mặt mà chúng ta thấy nông nghiệp trên thế giới dưới một cái phần ure mà người Việt Nam chúng ta sử dụng nhiều nhất trong rất là nhiều thập niên. Organic food thực sự nó bắt đầu ở Tây Hoa Kỳ 1950 và đến 1970 thì nó mới bắt đầu phát triển và chúng ta thấy hiện nay nó quá rất nhiều và nó liên hệ nhiều tới cách trồng và bảo quản những cái thực phẩm mà chúng ta ăn hàng ngày hiện nay cái thị trường này nó quá lớn và cái tương lai nó sẽ còn phát triển rất là dữ dội tuy nhiên đối với người mỹ thì cái tiêu chuẩn organic phải là 95% phải hơn là organic tức là chúng ta không được sử dụng sâu bọ như tôi đã nói không được sử dụng phương pháp nhân tạo và đặc biệt là không được sử dụng những cái chất làm thực phẩm nó chín nhanh tại hoa kỳ cũng như một số nước trên thế giới thì người ta thấy có tiêu chuẩn này Hoa Kỳ, Canada, những nước châu Âu, Nhật, Mỹ, New Zealand. Còn riêng về Trung Quốc, Việt Nam và Đại Hàn thì tôi không có rõ lắm. Tại vì không có những cái dữ kiện, họ có những cái tiêu chuẩn đặc biệt về organic. Chúng ta sẽ trở lại một chút xíu về cái organic farming, tức là cách trồng như thế nào để cái thực phẩm chúng ta nó trong sạch. Tại vì cái cách trồng organic sẽ làm tăng cái giá trị của đất và nước trong nông nghiệp, tại vì cái mức độ ô nhiễm do cái chất sát trùng chúng ta sử dụng nó sẽ thấm vào nước và thấm vào đất, nó sẽ làm ô nhiễm môi trường và tạo ra môi trường sống an toàn và cho có gia cầm ở trong cái nông trại nữa và không những như vậy, nó còn tạo ra một môi trường sống tự nhiên và bảo vệ cho những cái người nhà nông sống trong những cái môi trường đó. Chính vì vậy người ta cố gắng người ta không được cho sử dụng tất cả những loại gì nhân tạo, không sử dụng nhiều cái gì thuốc diệt xấu bỏ nhân tạo và đặc biệt khi bảo quản thực phẩm thì không được sử dụng những cái tia phóng xạ kể cả những cái tia cực tím để mà bảo vệ cái thực phẩm đặc biệt trong kiến đề mà nuôi chăn nuôi thì không được sử dụng trụ sinh hay là những cái chất mà liên hệ để mà Hormone để tăng sự phát triển cái vấn đề Organic farming nó cũng sẽ giúp thay đổi nơi trồng để đất còn phẩm chất tốt. Tức là chúng ta không có sử dụng một cái đất đó hoài. Tại vì nó cần cái sự thay đổi. Và ngoài ra để mà diệt những con sâu bọ. Thì cái organic farming người ta sử dụng những cái bẫy để bắt những cái con sâu bọ. Hay là dùng những cái loại vật để ăn sâu bọ. Giống như là dùng chim, dùng bướm, là những cái dùng con kiến để thả vào trong cái môi trường đó. Để tiêu diệt những cái loại sâu bọ khác có thể làm hại mùa màng là tùy theo cái loại mà nhà nông họ sử dụng và cái người mà organic farming thì họ vẫn được phép sử dụng những loại chất sâu bọ trong thiên nhiên giống như là ớt hay là những cái tổng hợp nhân tạo mà ít độc đã được chấp thuận để mà cho sử dụng cái câu hỏi đặt ra cho chúng ta nãy giờ chúng ta đã nghe quá nhiều gọi rồi thì bây giờ làm thế nào để mình nhận ra được cái nào là USDA nếu mà thực sự tôi muốn ăn như để ăn lành mạnh trong cơ thể thì quan trọng nhất là chúng ta sẽ tìm được cái dấu chứng nhận USDA. USDA giữ thế cho US Department of Agriculture, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã có một thiết lập một cái chương trình để mà xác định loại thực phẩm nào là đúng, là trong sạch hay là ít ô nhiễm gọi là organic. Đây là cái dấu hiệu chúng ta cần nhớ USDA organic. Chỉ có những cái siêu này thực sự nó mới bảo đảm là cái thực phẩm đó. Ngoài ra có những cái dấu hiệu khác, thí dụ như đã được xác nhận bởi USDA hay là được kiểm nghiệm bằng USDA inspected and passed là USDA trong cái bảng đen quý vị thấy, thực sự nó cũng không gọi là USDA mà organic 100%. USDA họ phân biệt cái thực phẩm organic ra làm ba loại. Một cái loại là 100% organic thì mới được cái cái dấu chứng đó. Còn nếu mà chỉ là organic không thôi đó, thì cũng chưa có được. Tại vì nó cũng phải trên 95%. Còn những cái loại mà make with organic giống như những loại CEO gì thấy người ta nói make with organic thì thường sự nó chỉ có khoảng 70% là organic mà thôi. Thì hiện nay chúng ta cái câu hỏi là quý vị thấy như vậy organic nó có khác gì trong thiên nhiên không? Mình ăn cái thiên nhiên nó có tốt hay không? Không phải như vậy. Organic chỉ có định nghĩa là khác phẩm thiên nhiên. Thiên nhiên chỉ có nghĩa là không bỏ nhân tạo không có vị nhân tạo không có chất bảo quản thực phẩm và nó gần với thiên nhiên thì gọi thiên nhiên để chúng ta phân biệt giữa organic và natural organic là chỉ chú trọng về cách trồng bảo quản hay là nuôi mà thôi thì đó là những cái gì mà chúng ta cần nhớ bây giờ khi mà chúng ta ăn thực phẩm thì cái gì nó có thể xảy ra trong thực phẩm chúng ta chúng ta sẽ thấy có rất nhiều những chất diệt sâu bọ pesticide không những vậy chúng ta còn có những cái chất hóa học do những cái phân bón ngoài ra còn những cái thích tố và trụ sinh nếu chúng ta ăn thịt gà thịt heo thịt bò và những chất độc khác giống như cái nhóm gọi là toxin là PCDD, PCB những cái chất độc nấm mycotoxin hay là những loại kim động nặng gọi là nhôm hay là mercury thì đó là những cái điều mà chúng ta cần nhớ tất cả những cái loại thực phẩm này chúng ta có thể ăn độc vào cơ thể nếu chúng ta không sử dụng nó theo cái tiêu chuẩn của Organic. Tôi xin gần lại ở đây để cho cái sự thông báo của những trình thương mại và tôi sẽ tiếp tục à, trong giây lát. Xin quý vị à, xin chào mãi. Kính thưa quý vị, chương trình đến đây xin tạm ngưng trong giây lát. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.